Thưa quý vị, bàn chân bẹt với gan chân phẳng lì là một dạng dị tật phổ biến. Dị tật này gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển hình dáng, thể chất của trẻ. Theo thống kê, có khoảng 30% trẻ em châu Á mắc hội chứng này. Còn tại Việt Nam, số trẻ mắc bệnh cũng đang có xu hướng gia tăng. Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm, tuân thủ đúng quy trình, thời gian điều trị đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi chức năng bàn chân cho trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cha mẹ vẫn còn chủ quan, chưa tuân thủ đúng quy trình điều trị của bác sĩ, khiến cho việc phục hồi chức năng cho trẻ gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, nhiều em có thể phải mang dị tật suốt đời. Thấy con đi lại hoặc chạy nhảy thường bị ngã, nhưng phải đến gần 2 tuổi, gia đình mới đưa trẻ đến khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi Trung ương để khám. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện cho thấy trẻ mắc hội chứng bàn chân bẹt. Đáng nói là trước đó thấy chân con không có vòm, không lõm xuống như chân của những đứa trẻ khác, nhưng nghĩ là bé bù bẩm nên gia đình chủ quan không đưa trẻ đi thăm khám sớm. Được biết bàn chân bẹt là dị tật khá phổ biến, không chỉ ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của bàn chân mà còn gây ra các cơn đau nhức ở nhiều bộ phận trên cơ thể, đẩy nhanh tốc độ thoái hóa xương khớp. Bàn chân bẹt cũng khiến cơ thể bị lệch trục, gây ra ảnh hưởng lên tới lưng cổ. Lo ngại là trong khoảng 3 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân đến khám điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương có xu hướng tăng. Bàn chân bẹt là người ta chỉ mô tả về bất thường về hình thể, về cấu trúc và chức năng của bàn chân. Nhưng thực ra đó có thể là dấu hiệu tại bàn chân, khớp bàn, khớp cổ chân. Nhưng đôi khi nó lại là cái dấu hiệu thứ phát của những cái bất cân xứng của cái vùng phía trên, cụ thể là vùng khớp háng, là vùng khớp gối, là vùng các cơ ở phía trên, mà do tình trạng dồn trọng lực không cân đối dẫn đến tình trạng là một bên có thể chịu trọng lực nhiều hơn và nó xuất hiện bàn chân bẹt một bên, hoặc là có thể là xuất hiện bàn chân bẹt cả hai bên. Bàn chân là nền tảng quan trọng của cơ thể, việc chậm trễ trong điều trị bàn chân bẹt có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề, làm giảm khả năng vận động trong việc đi đứng, chạy nhảy cho trẻ. Chính vì thế, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần thường xuyên quan sát sự phát triển của con, kịp thời nhận ra những thay đổi bất thường để đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám và điều trị sớm.